Việt Nam 16, 50 rút ngắn theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan. Từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, cả nước chỉ có 23 xe ô tô mở tờ khai hải quan với tổng giá trị 1,66 triệu USD, nhưng hầu hết là xe đầu kéo, chỉ có đúng 3 ô tô con. Theo Tổng cục Hải quan, trong 23 xe ô tô nguyên chiếc này không có xe ô tô trên 9 chỗ ngồi và xe ô tô tải đăng ký mở tờ khai nhập khẩu. Toàn bộ số xe ô tô nguyên chiếc các loại này đều được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu ở khu vực phía Nam. Đáng lưu ý, trong tuần qua chỉ có 3 ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Hàn Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá hơn 56.400 USD. Có 20 chiếc ô tô loại khác 100% là ô tô đầu kéo cũng được mở tờ khai trong tuần qua với trị giá đạt 1,6 triệu USD. Cũng theo thống kê sơ bộ, trong tuần qua có gần 15,2 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Nhật Bản với trị giá hơn 7 triệu USD, từ Đức trị giá 2,6 triệu USD, từ Hàn Quốc trị giá 1,9 triệu USD và từ Thái Lan trị giá 1,7 triệu USD. Tính chung, nhập khẩu từ 4 thị trường này trong tuần qua chiếm tỷ trọng tới 88% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước. Trước đó, báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho biết nửa đầu tháng 1 năm 2018, Việt Nam chỉ nhập về 60 xe ô tô các loại, trong đó xe 9 chỗ ngồi trở xuống chỉ có 6 chiếc, còn lại 10 chiếc xe trên 9 chỗ ngồi và 27 chiếc xe tải. Được biết, từ khi Nghị định 116 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô có hiệu lực từ đầu tháng 1 năm nay, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu đều thông báo tạm dừng các hoạt động nhập khẩu ô tô để chờ văn bản hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, khi thông tư GTVT được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 20 tháng 1 năm 2017 nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 116, việc nhập khẩu xe vẫn không hề khá hơn. Số lượng xe nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập về vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguồn: Vietnam F. In Unverner.